Chương trình Sức khỏe tâm thần và đời sống Mental Health and Life với bác sĩ Nguyễn Văn Kính, chị Thu Thủy và Cathy. Xin kính chào tái ngộ cùng quý vị khán thính giả đài SGN. Kính chào bác sĩ Kính, kính chào chị Thủy. Dạ, xin mời chị Thủy. Dạ, kính chào quý vị khán thính giả của đài SGN. Kính chào bác sĩ Kính, chào em Cathy. Dạ, xin chào chị. Dạ, xin mời bác sĩ Kính. Kính chào tái ngộ quý vị khán thính giả của chương trình Sức khỏe tâm thần và đời sống. Chào cô Cathy, chào chị Thủy. Dạ, kính chào bác sĩ. Dạ, thưa quý vị và thưa bác sĩ, chương trình Sức khỏe tâm thần và đời sống kỳ trước chúng ta đã cũng đang nói về cái tôi, cái ta, rồi cái sự hình thành của cái tôi, cái ta và cái ego. Và cái ego nó rất là quan trọng và nó có thể làm tổn thương tới chúng ta và có thể tổn thương với những người xung quanh của chúng ta. Và cái bác sĩ đang kể tới hai câu chuyện về cái sự hình thành của cái tôi, cái ta và cái ego. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái đề tài đó. Dạ, xin mời bác sĩ Kính. Dạ. Yeah. Chúng ta đang nói tới cái vấn nạn của cái bà mẹ. Yeah. Có một cái cô con gái đến cái tuổi pre-adolescent. Yeah. Và cái sự thay đổi trong cái lối suy nghĩ cũng như hành động, tình cảm của cái đứa con gái đó làm cho cái sự liên hệ giữa bà mẹ và đứa con trở nên rất là khó khăn. Có mâu thuẫn, có xung đột, có cãi cọ. Và điều đó làm cho bà mẹ hết sức là đau khổ. Và bà không biết phải giải quyết cái vấn nạn đó như thế nào. Đó. Thì để trả lời câu hỏi này của bà mẹ đó, thì cô Cathy, chị Thủy và quý vị cũng như bà mẹ này cần phải tìm hiểu điều gì đã xảy ra cho cái đứa cháu gái khi mà con của bà đó, khi mà nó bước vào cái tuổi mới lớn, tuổi pre-adolescent và tuổi adolescent. Tuổi mới lớn đó, tức là cái tuổi teenager, pre-adolescent và adolescent là cái thời kỳ phát triển rất là mạnh mẽ của các cháu bé trên cả ba cái bình diện thể chất, physical, sinh lý, physiological và tâm lý, psychological. Về phương diện thể chất đó, thì cơ thể của các em phát triển nhanh chóng ở trong cái thời gian này. Các em tăng nhanh chiều cao, sức nặng và các bộ phận của cơ thể tùy theo giới tính cũng bắt đầu xuất hiện những điều mới lạ, làm cho các em cảm thấy lạ lùng, kích thích, hưng phấn. Nhưng đồng thời cũng làm cho các em cảm thấy tò mò, lo âu, có khi sợ hãi. Chẳng hạn như là sự phát triển ở những phần của cơ thể liên quan tới sinh dục, sự xuất hiện của kinh kỳ ở các cháu gái v.v. Thì không biết là khi cô Cathy và chị Thị đến cái tuổi này đó, khi mà có kinh kỳ đó, thì cái cảm giác nó như thế nào? Có lo âu, có sợ hãi, có băn khoăn, có tự hỏi cái gì nó xảy ra cho mình như vậy không? Dạ, có chứ chị Thủy nha. Mỗi người sẽ có một cái lo âu và sợ hãi khác nhau. Riêng nói mà nói về em thì hồi có người, có đứa nó chơi kinh kỳ nó tới sớm, có người tới trễ. Lần đầu tiên bị đó, em nghĩ là em sắp chết rồi. Tự vì nó thôi cái đề này chết. Mà thật sự là còn viết thơ nữa. Viết thơ là nói là con chết rồi thì không có nói cho gia đình hay. Tức là tại vì em đi với má nuôi đó, thành thử mà không có muốn má nuôi nói với mẹ ruột là mình chết rồi. Nhưng mà mắc cỡ quá mà tôi không hiểu tại sao nó như vậy, mà không có dám nói với ai hết. Bởi vậy tội nghiệp mấy đứa trẻ Việt Nam, còn bên Mỹ tụi nó sướng lắm. Nó được chuẩn bị, nó được dạy dỗ, nó hiểu cái đó là cái sự bình thường. Còn bên mình Việt Nam mình á, cái đó che giấu không nói tới. Tới khi mà nó làm nó đùng cái nó xảy ra mình chán choáng, không biết ủa cái gì something wrong với mình đây nè, nói giờ đâu có gì sao vậy. Như vậy á, thì chị Thủy với bác sĩ nghĩ sao là một cái mà mình biết trước để mà chuẩn bị nó tốt hơn, hay là như bên Việt Nam cái văn hóa của mình cứ giấu giếm đến chừng đứa bé
Tại anh em nói em chết tới nơi rồi. Em biết trước tốt hơn, biết trước tốt hơn. Cho chuẩn bị cái tinh thần, nó chuẩn bị cái cơ thể, nó chuẩn bị. Và mình hiểu biết đó là một cái sự phát triển tự nhiên, bình thường, normal. Không có cái gì, không có cái gì là bệnh hoạn, là abnormal trong cái vấn đề này cả. Vậy thì nói như vậy thì quý vị phụ huynh ở ngoài hay bố mẹ ở ngoài cũng nên hiểu cho như bác sĩ nói là mình biết trước thì nó cũng chuẩn bị và đỡ sợ hãi hơn. Chứ bây giờ cũng có nhiều người nói trời ơi qua bên này chưa gì, mới có lớp 3, lớp 2, lớp 3 là nó đã nói rồi, cái đó mình phải giấu đi chứ. À, thì bây giờ là nghe bác sĩ nói về thì quý vị cũng không nên sợ hãi mà không nên giấu giếm con cái, thì những cái phần đó là cái phần tự nhiên, phải không bác sĩ? Nên phát triển tự nhiên. Để cho nó chuẩn bị tư tưởng của nó, tâm lý của nó. Thì về như là cũng cho quý vị hay, thì có nhiều người nói trời ơi sao mà chưa gì đã nói. Nhưng mà để mà mình lo lắng, bởi vì nhiều khi nếu mà mình không vững vàng thì mình cũng có thể đi tới cái sự trầm cảm, phải không bác sĩ? Trầm cảm và lo lắng không có cớ sự gì, mà không cần phải nhất thiết là phải lo lắng về cái vụ đó nếu mà mình biết trước. Về phương diện tâm lý, tâm thần thì đây là một cái thời điểm hết sức quan trọng trong việc phát triển và hình thành những đặc điểm, những cá tính của mỗi cá nhân, của mỗi con người sau này đó. Thời kỳ này có thể ví như là một cái dịp cầu bắc ngang qua để nối liền tuổi mới lớn và tuổi người lớn. Thời kỳ này là thời kỳ mà những viên gạch được xây cất để rồi hình thành cái tôi, cái ta, cái tự ngã của mỗi người để hình thành cái mà trong ngành tâm thần gọi là personality. Cho nên nếu không được hình thành cho khéo, cho vững chắc thì sau này sẽ xuất hiện những lối loạn về cái tôi, cái ta, cái ngã mà trong ngành lâm thần gọi là personality disorder, tức là những rối loạn về cái tự ngã đó. Tất nhiên là về phương diện thể chất và sinh lý đó, thì các em cần có nơi ăn, chỗ ở an toàn và ăn uống đầy đủ để cơ thể phát triển lành mạnh. Còn về phương diện tâm lý đó, thì các em cũng cần những món ăn tinh thần, psychological needs. À, thế thì những cái món ăn tinh thần đó là những cái gì? Có cái gì thì có mường tượng ra không? À, về phương diện vật chất thì mình biết rồi. Thì phải có ăn uống cho nó đầy đủ, thì đứa trẻ nó mới lớn lên, nó mới phát triển cái cơ thể. Còn về phương diện tâm lý, tinh thần thì các em nó cần những cái món ăn gì ở trong cái đời sống gia đình, được hướng dẫn, làm những cái hướng dẫn thương yêu nó, volunteer, và chuyện thiện, chuyện compassion, có lòng thương chia sẻ với những người đau khổ, nạn nhân này kia. Và trong gia đình mình cũng giữa vợ chồng con cái, mà vợ chồng làm như thế nào con cái nó sẽ dòm cho nó. Cũng giống như là họ kêu là role model đó. Nếu ở nhà mà hai chồng gây lộn hoài thì con cái nó cũng học được cái gây lộn hoài. Nên lấy chồng bây giờ gây lộn hoài. Đó, những cái món ăn tinh thần mà các em nó cần, như có Cathy chị Thị nói, đó là cái lòng thương yêu của cha mẹ, cái sự quan tâm, cái sự ân cần, săn sóc và sự tôn trọng. Và đặc biệt là sự lắng nghe từ cha mẹ và người thân, để các em cảm thấy an toàn, không lo âu sợ hãi trong cái môi trường sinh sống của mình. Như mình thấy những cái người phạm nhân họ lớn lên trong cái môi trường nó không an toàn chút nào cả. Lúc nào cũng trong lo âu sợ hãi đó. Không có tình thương, không có sự thông cảm, không có sự quan tâm, không có sự chăm sóc, kính trọng, không có sự lắng nghe. Rằng nó con nó nhỏ mình cũng phải biết kính trọng nó. Nhưng mà cái đó cũng là một vấn đề cho chúng ta đó chị. Tại vì bên Việt Nam, nhớ là Việt Nam bố mẹ nói cái gì là như nghe như vậy. Cho nên khi bên này thì nó phải mình phải cũng phải adapt mà thay đổi. Nói cái gì phải có lý luận đúng lắm. Và cắt nghĩa ra. Chứ hồi xưa cũng như là em mới ở với người Mỹ đó, thì bên Việt Nam mình cũng quen là bố mẹ nói sao có sai phải cứ thứ làm theo, mà không làm theo là ăn roi.
làm thinh không dám nói lại. Đến chừng ở với một người Mỹ thì họ nói phát biểu ý kiến, nói ra tôi nói như vậy con có thấy được hay không, cho lên cái mình sẽ tiếp tục cái đề tài này, tức là trong sau phần thông tin thương mại của đài. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau.